Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Tỷ phú từ thiện. Dù vẫn còn khỏe mạnh, nhưng Bill Gates quyết định rời khỏi tập đoàn Microsoft để cùng vợ Melinda tham gia các hoạt động từ thiện. Ông luôn cảm thấy xót xa khi chứng kiến hàng triệu trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và chịu đói rét triền miên. Ngay khi còn làm việc, Bill Gates đã dành 95% tài sản của mình để giúp nhiều người nghèo trên khắp thế giới. Bill Gates treo một giải thưởng giá trị lớn cho ai tìm ra phương pháp hạ giá thành vaccine. Để rồi sau đó chính ông đã tài trợ toàn bộ vaccine cho những trẻ em nghèo trên toàn thế giới, thoát khỏi nhiều căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong một lần diễn thuyết, Bill Gates đột ngột thả một đàn muỗi, khiến cả hội trường đều ngạc nhiên và sửng sốt. Điều đó cho thấy ai cũng lo lắng cho bản thân, nhưng không ai nghĩ gì đến những người dân đang chịu đói rét và bệnh tật ở nơi khác. Nếu ở một nơi có quá nhiều ký sinh trùng sốt rét như châu Phi, thì đây là loài muỗi làm cho dịch sốt rét bùng phát dữ dội. Việc làm của Bill Gates không gây hại đến sức khỏe của mọi người trong hội trường, nhưng đó cũng đủ để thức tỉnh mọi người phải quan tâm nhiều hơn đến số phận những người dân ở châu Phi. Bill Gates từng phát biểu, biết sử dụng đồng tiền một cách thông minh cũng khó không kém gì việc kiếm tiền. Đóng góp cho xã hội một cách có ý nghĩa sẽ là nhiệm vụ trong suốt phần đời còn lại của tôi. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng người nỗ lực phấn đấu vì danh vọng và tiền bạc, dù có đạt được thì niềm vui đó cũng đến rồi đi trong chốc lát. Người nỗ lực phấn đấu cống hiến cho cuộc đời thì hạnh phúc sẽ bền lâu. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Chăm lo sức khỏe cho mọi người bằng cách hỗ trợ thuốc tốt thì thân thể sẽ khỏe mạnh, cuộc sống an vui, hạnh phúc. Suy nghĩ giải pháp để bảo vệ sức khỏe mọi người thì nhiều người quý trọng, hiểu biết tăng trưởng, xã hội bình an. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Vì sao Bill Gates từ bỏ công việc của mình để chuyên tâm làm từ thiện? Bill Gates đã cống hiến những điều tốt đẹp như thế nào? Ba, theo bạn, như thế nào là giúp người đúng cách? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.